Hành trình giai đoạn 2 của TL Nhật Bản bắt đầu với sự phấn khởi và hào hứng. Trải qua giai đoạn đầu tiên với những bài giảng, dự án thú vị và bổ ích từ các chuyên gia, các thành viên nhà TL Nhật Bản đã sẵn sàng hành trang cho mình, sẵn sàng trải nghiệm những thử thách và nền văn hóa mới tại đất nước mặt trời mọc. Mỗi chặng đường trải qua, mỗi con người gặp mặt, mỗi giây phút nơi đất nước này thật sự đã để lại những ấn tượng vô cùng đặc sắc, thú vị và đáng giá. Hành trình TL Nhật Bản là một hành trình của nghị lực. Ở nơi đó, mỗi người sẽ tự khám phá ra chính những tiềm năng và sức lực của mình đang được tiềm ẩn. Ngay vừa bước xuống sân bay thôi, cả nhà TL đã nhanh chóng di chuyển một quãng đường khá dài đến với thử thách đầu tiên, chinh phục Hai Element tại Hikone. Khu huấn luyện Hai Element Hikone nằm trên một ngọn đồi thật đẹp, thu vào tầm mắt một màu xanh bất tận, xanh của thực vật và xanh của bầu trời. Sừng sững và nổi bật trên phong nền màu xanh đó là những hàng cột cao chót vót với khá nhiều chướng ngại vật, đủ để chùn bước nhiều người, nhất là những người có nỗi sợ về độ cao. Thế nhưng chính bản lĩnh đã được chui rèn cùng với tinh thần đã được huấn luyện trong suốt hành trình đầu tiên 12 ngày tại Việt Nam đủ sức làm cho các bạn vượt qua những trở ngại và sự sợ hãi ban đầu để nhanh chóng nhập cuộc. Khó khăn và đầy thử thách quả thật, nhưng obstacle này không dễ chinh phục. Nhiều người vượt qua một cách dễ dàng, một số người thì phải đương đầu với những nỗi sợ hãi vô hình mà bản thân phải đối mặt khi trên bên ở độ cao hơn 12m. Thậm chí nhiều lúc có người đã muốn bỏ cuộc và từ bỏ, nhưng chính sức mạnh của ý chí đã giúp tất cả các thành viên vượt qua tất cả các thử thách, vượt qua nỗi sợ hãi bản thân để vươn đến những tầm cao mới, để biết được rằng giới hạn của mỗi người chỉ là một vạn mức vô hình, mà bản thân sẽ là người xây dựng và phá bỏ những giới hạn đó, bởi vì sức mạnh mỗi người chính là sự quyết tâm. Những ngày ở Nhật Bản là khoảng thời gian mà mỗi thành viên nhà TL có những trải nghiệm văn hóa vô cùng đặc sắc và thú vị. Hành trình đến tỉnh Ida, chúng tôi được tiếp xúc với nghệ thuật đánh trống Taiko, một loại trống cổ truyền có nhiều nét tương đồng với trống Việt và được sử dụng rất nhiều trong những dịp lễ hội và sinh hoạt cộng đồng tại Nhật Bản. Ban đầu ai cũng cảm thấy khó khăn trong quá trình tiếp cận, bởi lẽ đánh được trống Taiko cần có sự kết hợp về thẩm âm, nhịp điệu và thần thái vô cùng khó để có thể toát ra được cái thần và cái uy trong từng nhịp gõ và động tác. Bằng tất cả sự quyết tâm của mình, nhà TL nhận quyết định phải chinh phục nó cho bằng được, nhất là khi được chứng kiến bài biểu diễn hồn nhiên nhưng đầy mạnh mẽ và thần thái của các em nhỏ tiểu học địa phương. Khi đã quen và yêu, chúng ta nhận ra nhiều bài học mà chúng ta dễ dàng rút ra. Không những đó là cái cách người Nhật Bản tự hào về truyền thống của họ để không những chỉ gìn giữ, bảo tồn mà còn truyền qua nhiều thế hệ. Từ một cụ già nhưng khi nhắc đến trống họ có thể nói với niềm vui, sự hào hứng và đam mê bất tận, cho đến những em nhỏ đến với trống không chỉ đơn thuần chỉ tìm thấy niềm vui mà còn là sự tự hào, từ đó có thể truyền ngọn lửa văn hóa và bảo tồn ngọn lửa đó mãi trường tồn. Văn hóa là một khái niệm đa dạng, tồn tại cả hữu hình và vô hình, và nó sẽ càng trở nên gần gũi khi bản thân mỗi người được trực tiếp cảm nhận, không chỉ đơn thuần là nghĩ, mà còn phải tận tay chạm vào, trực tiếp cảm nhận qua tất cả các giác quan.
Bảo tàng đối Ida mà nhà TL có dịp tham quan và trải nghiệm hôm nay là một địa danh để nhớ, để yêu và để mỗi người đọc lại nhiều bài học giá trị và vô giá về văn hóa như vậy. Từ việc một người thợ thủ công đã tìm ra được những giá trị cốt lõi trong nền văn hóa địa phương, mang đam mê, tài năng tổ hợp vào những con rối sống động, để những con rối này không chỉ đơn thuần tồn tại ở địa phương mà còn vươn khỏi biên giới để đến với khắp nơi trên quả đất này và gặt hái vô vàn giải thưởng, trở thành biểu tượng mới cho nền văn hóa địa phương. Một chút bỡ ngỡ khi bước chân vào và nhiều chút thán phục, trầm trồ khi được ngắm nhìn những con rối đã được nâng tầm tác phẩm nghệ thuật, được tận tay chạm vào để cảm nhận, và vô vàn hứng thú khi được tận tay tạo nên những con rối cho chính bản thân của mình để cùng biểu diễn trên sân khấu, tạo nên một sự cộng hưởng từ nền văn hóa với cuộc sống hiện đại là những ấn tượng và trải nghiệm mà chắc chắn mỗi thành viên nhà TL Nhật Bản chả thể nào quên được. Trong hoạt động trải nghiệm câu lạc bộ với trường cấp 1-2 Kisarazu, các nhà thành viên TL được tham gia vào các buổi sinh hoạt của hai câu lạc bộ Karate Do và Kendo. Đây cũng là những hình thức thể thao đặc thù của các trường Nhật Bản. Nếu như Kendo chú trọng vào thao tác bài bản và sự linh hoạt, khéo léo thì Karate lại được chú trọng nhiều đến sức mạnh, sự dẻo dai và cả phản xạ chính xác. Thế nhưng, bài học cốt lõi và nền tảng của cả hai bộ môn đều nằm ở chữ nhẫn. Nhẫn để có thể điềm tĩnh hơn trong mỗi động tác, đồng thời kích hoạt sức mạnh tinh thần và sự linh hoạt các bộ phận cơ thể con người. Có thể nói, lâu lắm rồi các thành viên nhà TL Nhật Bản mới lại có thể có một trải nghiệm chuyên sâu đến như vậy. Cùng với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các thầy cô và các bạn tại trường, các thành viên đã có một buổi chiều đầy thú vị ở mỗi câu lạc bộ. Một trong những niềm vinh dự của nhà TL Nhật chính là cơ hội được gặp gỡ ngài thị trưởng của tỉnh Kisarazu để cùng giao lưu về những chính sách cũng như cách tổ chức phát triển về kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hóa ở nơi này. Với sự chuẩn bị và nghiên cứu khá kỹ lưỡng, chúng tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi thực tế để hiểu thêm về cách mà những nhà lãnh đạo có thể truyền cảm hứng cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhờ vậy mà nhà TL hiểu thêm nhiều về chính sách phát triển con người, cũng như sự đầu tư trong hệ thống bảo vệ môi trường và phát triển đời sống người dân rất dài hạn ở nơi đây. Nhật Bản nổi tiếng là một đất nước hiện đại với những phát minh mang đầy tính nhân bản vị nhân, và các trải nghiệm tại Việt ngày hôm nay càng làm cho chúng tôi có cái nhìn rõ nét hơn về khái niệm vị nhân đó. Chúng tôi được trực tiếp quan sát bộ gen, được trực tiếp làm các thao tác phân tách tổng hợp ADN và hơn hết được chứng kiến công việc thường nhật của các nhà khoa học ở Việt. Khi mỗi công trình nghiên cứu đã được đánh đổi bởi thời gian, công sức và cả tuổi trẻ của những con người ở đây để mang lại những thành quả nhằm phục vụ tốt hơn cho các lĩnh vực khác của cuộc sống, từ nông nghiệp, y học, nghiên cứu, tất cả vì con người. Từ đó chúng tôi nhận ra được một điều, thành công chính là khái niệm không chỉ đến từ một suy nghĩ bất chợt hay thay đổi chỉ sau một đêm, đó phải là một quá trình mà ở đó, sự tận tâm, cống hiến và đam mê luôn là những yếu tố nổi bật và then chốt. Ấn tượng về một đất nước sáng tạo với trình độ phát triển công nghệ hàng đầu thế giới đã được khắc họa rõ nét tại Bảo tàng Công nghệ Miraikan. Chúng tôi được trực tiếp trải nghiệm hàng loạt ứng dụng công nghệ mới nhất, từ công nghệ tương tác trực tiếp đến trí thông minh điện tử và thậm chí cả về khoa học vũ trụ, được chiêm ngưỡng trái đất như hình ảnh thực tế từ các vệ tinh nhân tạo ngoài không gian với sự biến đổi thông tin cập nhật từng giây khiến ai cũng thực sự say mê và hào hứng. Tận mắt chứng kiến các thành tựu khoa học của Nhật Bản, tương tác cùng với các trải nghiệm khoa học, và đặc biệt khi được tận mắt chứng kiến một trong những thành tựu vô cùng độc đáo của con người, robot nhân tạo, tiếp xúc thật gần và đôi khi là hơi nổi da gà trước sự chân thật của robot hình người, hay cảm nhận hạnh phúc khi được chiêm ngưỡng của biểu diễn của Asimo, cảm nhận sự tinh tế của từng cử động đủ khiến cho con người ta hình dung về một thế giới tương lai đầy hấp dẫn như trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng hơn hết, qua những thành tựu này, chúng ta vẫn phải thừa nhận một điều: khi khoa học được đặt dưới góc nhìn nhân sinh quan,
khác vị nhân nhiều hơn thì sẽ tạo ra được những sản phẩm chân thật, gần gũi và có hồn hơn rất nhiều. Trải nghiệm về homestay tại Nhật Bản có lẽ là một trong những ký ức sâu sắc nhất đối với từng thành viên chúng tôi. Gia đình hai tiếng tưởng chừng như khó có thể tìm thấy tại một vùng đất xa lạ, thì trong khoảnh khắc này, từng người lại đang có rất nhiều cảm xúc. Chúng tôi đã được nghe rất nhiều về tinh thần hiếu khách của người Nhật. Thế nhưng có lẽ ngày hôm nay, chúng tôi đã học và đã được cảm nhận nhiều điều, không phải chỉ là tinh thần của cả một dân tộc nữa, đó là tận cùng của những gì được gọi là tình cảm, sự trân trọng và cả những chắc chiêu tinh tế trong tâm hồn. Bước vào ngôi nhà hoàn toàn mới, chúng tôi được chào đón bằng nụ cười và sự quan tâm chân thành nhất. Bầu không khí không biết từ khi nào đã trở nên ấm cúng đến lạ. Những cái siết chặt tay, những nụ cười ấm áp, những sự quan tâm chân thành vượt hẳn rào cản của biên giới và ngôn ngữ. Mỗi ngày ở homestay là một trải nghiệm mới, là một bài học mới mà ở đó chúng tôi không những được trải nghiệm, học, được tìm hiểu, khám phá mà còn được lớn lên từ chính tâm hồn của mình. Chúng tôi được sống trọn vẹn 2 ngày như những người dân bản xứ thực thụ, khi cùng nhau làm những công việc thường nhật, được chia sẻ, được sống như một người con Nhật Bản thực sự với gia đình của mình, cùng tổ chức buổi tiệc BBQ đầy thân mật và rộn cả tiếng cười, và hơn hết là những sự sẻ chia, là những câu chuyện để nghe và được lắng nghe với cả gia đình. Lúc này rào cản ngôn ngữ chả là gì cả, vì những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ rất nhanh chóng đến được với trái tim mỗi người. Muốn hỏi là tâm trạng của anh chị như thế nào, có người lạ ở trong nhà mình? Chỉ cần あ、でも話しててすごい優秀ですね。あ、頭いいし、行儀が良くて。うん。聪明だよ、話し方も。しっかりしてる。ね。しっかりしてる。まあ、mặc dù là thời gian nó rất là ngắn, là chỉ trong vòng có 2 ngày, nhưng mà đã chăm sóc cho tụi con, cho tụi con một chỗ ngủ rất là tuyệt vời. Những bữa ăn cũng rất là tuyệt vời luôn. Và thật sự là con rất là ấn tượng về cái việc là mọi người đưa, cho dù là ba mẹ nuôi thôi nhưng mà đưa đón tụi con rất là đúng giờ và lúc nào cũng là cả ba và mẹ đều có mặt để đón tụi con về hoặc là đưa tụi con đi, thì cái điều đó con thật sự rất là cảm kích và con cảm ơn rất là nhiều. It's been a long day. Ngày chia tay cũng đã đến, 2 ngày thôi sao mà mọi thứ dần trở nên thân thiết quá. Chúng tôi sẽ nhớ mãi những con người ở đây nhiều lắm. 2 ngày ngắn ngủi nhưng những gì họ đã làm cho chúng tôi đã trở thành những bài học và kỷ niệm đẹp. Từ đời sống cho đến cả sự nhiệt thành trong công việc, cả tấm lòng yêu thương người khác một cách chân thành. Sẽ nhớ lắm những ngày được ở cùng với bố mẹ, nhớ những buổi tối vui chơi cùng tâm sự, cùng đi siêu thị và cả những nụ cười hiền lành, đôi mắt chiều mến của những người con nơi đây. Cảm ơn gia đình nhé, cảm ơn các bố mẹ, ông bà và cả một tinh thần Nhật Bản đã mang cho chúng tôi những điều kỳ diệu, một gia đình thứ hai ở một mảnh đất hiền lành và nhỏ bé xa xôi. Những ký ức đáng nhớ góp nhặt từng ngày đã dần trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, giúp nhà TL Nhật Bản chúng tôi thêm tự tin bước vào một hành trình khốc liệt đang chờ trước mắt. You, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Sing it.
Lựa chọn đi tiếp hay dừng lại, chinh phục hay thất bại, đó là suy nghĩ luôn đau đớn và thường trực trong suy nghĩ mỗi người trong suốt hành trình chinh phục núi Phú Sĩ, ngọn lưới biểu tượng cho tinh thần và là nóc nhà của Nhật Bản. 24 giờ chinh phục núi Phú Sĩ của đoàn TM Nhật Bản có lẽ sẽ là khoảng thời gian mà từng thành viên đều sẽ không thể nào quên, vì nó chứa đựng quá nhiều câu chuyện và hình ảnh đẹp đẽ đến mức dù thật sự rất mệt đến tưởng chừng như chỉ muốn bỏ cuộc thì tất cả chúng tôi đều mỉm cười hạnh phúc. Tokyo những ngày này thời tiết thật lạ, mưa nhỏ và dai dẳng. Sáng nay khi những tia nắng đầu tiên ló dạng, mỗi thành viên nhà TE nuôi trong mình một hy vọng về một chuyến chinh phục đầy nắng và thuận lợi. Niềm tin đó đủ để xua tan đi cái mệt mỏi của cơn thức giấc lúc 4 giờ sáng và hành trình di chuyển kéo dài. Cung đường chinh phục từ chân núi thật đẹp, thiên nhiên giao hòa, những bản hợp ca của các loài chim rừng và thảm thực vật phong phú. Từng bước chân phối hợp nhịp nhàng, từng bước nhỏ giữ nhịp thở và hướng tâm trí về mục tiêu phía trước. Càng lên cao, độ dốc càng lớn và hầu như không có chỗ bám. Lúc này, điều dẫn lối cả đoàn có lẽ là ý chí và niềm tin. Bước từng bước một, chân một số người bắt đầu nặng và run. Tụi mình đang ở đây chạm 7 của núi Phú Sĩ thì đó là đeo lên mình rất là mệt, rất là mỏi chân luôn. Đi mà thiệt là muốn mà bỏ cuộc mà muốn lăn từ đây lăn xuống dưới chạm 5 luôn ấy. Thì mình sẽ cố gắng leo lên tới đỉnh. Nếu mục tiêu gần nhất là leo lên tới chạm 8 là thì em đang ở chạm 7 thì nãy giờ là em đã đi được 2 cây số trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Thì từ chạm 7 tới đỉnh thì chỉ còn 3 trạm nữa thôi. Mà em đã đi được 2 trạm rồi nên là nhất định là tụi em sẽ lên đến đỉnh. Đoàn người dường như đang chạy đua cùng mặt trời và hành trình rượt đuổi đó kịp đủ để chiêm ngắm bình minh, kịp để cho mọi người đang xen lẫn lộn nhiều cảm xúc. Đúng 5 giờ 45 phút, một tiếng hét thét lên đầy cảm xúc như bùng nổ mọi giác quan và như những tiếng lòng đang thổn thức. Cả nhà ơi, chúng ta đã cùng đến đỉnh Phú Sĩ rồi. Chúng tôi ôm nhau, cười nhưng dường như khóe mắt ai cũng cay cay, một cảm giác lẫn lộn. Không biết những cơn gió mạnh đang làm cay mắt hay chính sự vỡ hòa cảm xúc của mỗi người, TM Nhật Bản đã thật sự chinh phục được ngọn núi Phú Sĩ. Với số lượng người đông nhất từ trước đến nay, TM Nhật Bản đã không bỏ cuộc. Cùng nhau chúng tôi đã tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời mà có thể sẽ hiếm có được dịp lặp lại một lần nữa trong cuộc đời. Xin chào mọi người, bây giờ thì tất cả mình đang ở trên đỉnh núi Phú Sĩ và có rất là nhiều điều mà bọn mình muốn nói bây giờ. Phải cảm ơn ba mẹ đã cho tụi con cơ hội đến ngày hôm nay được trải nghiệm thật là nhiều, được chinh phục những thứ tưởng chừng như là không thể. Thêm nữa là mình cũng cảm ơn rất là nhiều những bạn và đồng đội ở đây đã cùng nhau tiếp sức và chung vai đi đến hết chặng đường. Em tên là Vũ Anh và hiện tại bây giờ là khi em Nhật đã lên tới đỉnh núi Phú Sĩ rồi và cái lúc mà gần sắp lên á thì mọi người đã muốn bỏ cuộc thì quá mệt nhưng mà bây giờ đã lên tới rồi và cảm ơn sự động viên của ba chị em còn lại và mong rằng tất cả mọi người sẽ thành công, sẽ hoàn thành cái TM của mình một cách xuất sắc. Phú Sĩ không phải là tất cả những gì đã diễn ra trong chuyến hành trình, nhưng nó đã giúp cho chúng tôi có thể có thêm ý chí và sự nỗ lực tuyệt vời để vượt qua giới hạn của chính bản thân mình. Chúng tôi học được nhiều điều từ những người dân Nhật Bản và cũng tự học được rất nhiều bài học đáng giá từ chính những người bạn của mình. Chúng tôi được tìm hiểu về những nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản, từ nghệ thuật, trang phục cho đến ẩm thực và cả những phong tục lễ nghi. Thời gian ở nhà nuôi chỉ vỏn vẹn 2 ngày nhưng cũng đủ để cho chúng tôi hiểu thêm về cuộc sống và con người nơi đây. Tiếng gọi ba mẹ, ông bà bật ra thật tự nhiên bởi sự chân thành mà nhà TL Nhật Bản nhận được là quá nhiều. Học cách làm một người con, người cháu, người em trong một gia đình ở một đất nước xa lạ có lẽ là trải nghiệm thú vị nhất. Cảm ơn vì một chặng đường thật đẹp. I believe I can fly.